Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Cũng rất là lâu rồi thì Mỹ Hải là cũng chưa vào thăm gia đình em Trứ ở đây. Nay thì Mỹ Hải là cũng có sang bên nhà bố mẹ vợ Mỹ Hải ấy, có chút việc, thế cho nên là nhìn thấy em Trứ ở bên này ấy, là cũng đang mở cửa. Thế cho nên là hôm nay Mỹ Hải là cũng sẽ đưa tất cả quý vị và các bạn nhé, là ở trên màn hình nhỏ, là sẽ tiếp tục một lần nữa vào thăm gia đình nhà em Trứ ở đây. Như mọi khi ấy, thì Mỹ Hải là hay qua cái đường mà ở phía bên trên. Nhưng do cái đường ở phía bên trên ấy là bà con dân bản thân thương thì cũng đang đổ bột đá để xây nhà mới, thế cho nên là xe thì cũng không thể xuống được dưới nhà em Trứ. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng sẽ đi con đường mòn. Đấy, con đường đây là con đường mà ngày trước là Mỹ Hải với em Nguyễn Tất Thắng ấy, là cũng hay đi lại những con đường như vậy. Còn ở đây là những cái khu vực mà bà con dân bản, như ở trên vùng Mỹ Hải trên này thì bà con dân bản cũng hay trồng những cái cây cỏ voi như vậy để gần nhà gần cửa để được chăn nuôi gia súc. Đấy, đến những cái mùa hoa bạc hà rồi. Đây, những cây hoa bạc hà này. Đấy. Đến như mùa hoa bạc hà này thì ở trên vùng cao Mỹ Hải nhé, là sẽ có mật ong. Đấy, mật ong rất là chuẩn luôn. Như đợt trước thì quý có ba anh chị ấy, đã từng mua mật ong bạc hà. Gia đình nhà cọc trèo Mỹ Hải ấy, thì quý có ba anh chị cũng đều biết rồi. Tuy rằng là giá thành thì cũng rất là cao, nhưng đảm bảo 100% rằng là đi các bác có máy ấy. Đấy, nếu mà có máy đo thì các bác cứ yên tâm là cứ đo. Đấy, thì các bác đã nhận được hàng của Mỹ Hải rồi thì các bác biết. Vì là các bác ở bên Đồng Văn ấy, cọc trèo Mỹ Hải ấy, quý vị ạ, là mỗi khi là một vụ mật ong như này thì là có khách đấy là phải đặt trước. Đặt trước giả dụ như là năm nay rồi là sang năm. Đấy, quay thì mới tới lượt. Đấy, nếu như mà dư ra thì còn tới lượt, nhưng mà nếu không thì là không được. Đấy, thế cho nên là không nhập ở phía bên ngoài vào. Đấy, gia đình là tự cung tự cấp, tự nuôi lấy mấy trăm đàn, nhưng mà được cái là còn là không đủ cho khách. Còn là những cái khách của Mỹ Hải ấy, thì báo Mỹ Hải thì Mỹ Hải mới dám lấy nhà anh chị thôi, chứ còn lấy bên ngoài thì thực chất ra là một lít mà 300-400 nghìn thì nói thật sự rằng là không được đảm bảo. Đấy, tuy rằng là cũng là mật thôi. Đấy, giả dụ như là cũng có cả những cái mật hoa xuyến chi này. Đấy, lẫn vào thì cũng không thể biết được. Thế cho nên là Mỹ Hải là không dám lấy mật khác để gửi cho quý cô bác nhé, mà chỉ lấy mật của cọc trèo nhà Mỹ Hải để gửi cho các bác thôi. Đấy, hết là hết. Thậm chí là có những cái bác mà có điện cho Mỹ Hải là còn mật không, bảo là hết rồi, không dám nhập bên ngoài. Tuy rằng là có rất là nhiều loại giá nhé, 700-800, 1-2 triệu. Đấy, là cũng có rồi, vì là cái thứ nhất là 300-400 cũng có, 1 lít cũng có. Thế cho nên là những cái mà mật ong ấy không đồng một giá ấy, thì thực sự ra là quý cô bác anh chị đều biết rồi. Tiền nào thì của đấy thôi. Đây, ở đây là cũng có mọc cả những cái chỗ bông hoa mua. Đấy, cái nhà bé bé đây là cái nhà mà trước là phó thôn. Đấy, là cũng có đất ở đây, thế cho nên là cũng dựng một cái lều nhỏ nhỏ như vậy để làm trang trại nuôi gà. Nhưng mà được cái là bây giờ là lại không thấy ở rồi. Những cái cây chanh đây là ngày trước ấy, thì còn đang rất là nhỏ. Nhưng hiện giờ thì như cây chanh đây ấy, là cũng đang rất là cao to, cao cả hơn cả cái
hàng rào đá nhà em chứ đây rồi. Đấy, tuy rằng là cũng xếp như này nó, nhưng mà được cái là rất chắc chắn nhá. Mưa bão không lo bị đổ. Khí hậu ở trên này thì rất là phù hợp với những cây lê, cây đào, cây ổi. Đây, những cây lê đây là cũng khá là cao rồi. Đấy, còn những cây ổi đây cũng rất là to rồi. Sang năm là cho ra trái cho gia đình nhà em chư ở đây để được cho các cháu rồi. Đấy, em chư cũng có cả hai cái tem nước. Đấy, chắc là cũng mới lấy về. Em chú ơi, em chú ơi, đang làm gì đây? Đang làm cơm ăn á? Rồi đang làm gì mà cây cối dưới này nhiều đấy? Làm cái nhà để củ. À, làm cái nhà để cái trái nhà để củ nhá. À, cái đường nước đây còn về không? Cái đường nước này mà đường nước trước anh mình kéo vào mà. Đây em lấy cái con kẹo cho các cháu này, cho cháu bé mặc quần rắn. À, đây quý vị và các bạn ạ, còn đây thì là em chứ này, là cũng đang đi chặt đi cây sa mộc của gia đình nhà mình về. Đấy, em thì cũng đang đục được hết như vậy rồi. Theo như ý của em là cũng sẽ làm một cái trái để được đựng củi để trong quá trình mà mưa gió ấy. Đấy, nếu mà trời mưa ấy thì củi để mới không bị ướt. Em định làm ở chỗ nào? Dạ. Em định làm ở chỗ nào? Làm ở chỗ này và thảo ở chỗ này. À, được đấy nhé. Một mình làm thôi à? Một mình làm. Ô, một mình thì làm sao mà dựng được em? Hả? Chắc là khoảng 3-4 người làm được. 3-4 người làm á? Thế phải nhờ người chứ. Không có tiền thì không nhờ. À, thế như hôm trước là anh gặp em bên kia là bị bắt xe à? Vâng. Ôi giời ơi. Đi chợ hay còn cậu mua một bơ rượu uống. Hai người uống hết một bơ rượu. Thế là à, thế là có nồng độ cồn. Vâng. Xe lấy về chưa? Lấy về. Lấy về là bị mất bao tiền? 2,5 triệu. 2,5 triệu, ôi dồi ôi, cơm nước nhà mình còn chưa đủ cho các con ăn. Đấy. Thế mà mình đã mất 2,5 triệu rồi. Lần sau đi chợ là mình không đủ uống rượu. Đấy, khi tham gia giao thông. Đấy, thì mới ổn được. Thế còn những cái cột đây là cũng đã đủ chưa? Đủ. Đủ rồi gì? Là 5 cái. Sao cột kiểu gì mà lại lấy 5 cái? 5 cột. 6 cột là... lấy đũa này che vào cho nắp bể đây. À, rồi rồi rồi, mình tận dụng ở trên cái nắp bể này luôn. Đấy. Rồi, thế là còn các cột ở dưới này là mình không cần. Vâng, 5 cái dài, 1 cái ngắn. 5 cái dài và 1 cái ngắn. Vâng. Đúng rồi, nếu mình tận dụng trên này thì được. Đấy. À, định nối theo cái đuôi, cái trái bếp đây luôn. Vâng. À, thôi, chẳng muốn vào nó không úp cửa. Đúng rồi, cửa cái thứ nhất là không ướt vào. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ để được các củi ở phía bên ngoài này thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Vâng. Đấy, vừa mua thêm một cái tét nước à? Hay là như nào? Không. Cái chán là ủy ban cho. À, còn cái vạch trắng xanh kia là của trên ủy ban. Vâng. Là cho mỗi một hộ là một cái tét nước để dự trữ vào những cái mùa đông này. Vâng. À. Ừ, tua, nó ché. Ừ, tua. Đấy, đang nấu cơm ăn à? Vâng. Bây giờ làm các con ăn sáng ăn. Thế không cho các con đi học à? Vừa đưa đi học về. À, vừa đưa đi học à? Còn hai cháu nhỏ này là vẫn chưa đi thôi gì? Vâng. À. Đấy, con ở đây thì đang nấu cơm, đồ mèn mén, phải không? Đấy, mỏng mông ấy, rồi. Cái sữa tuột à? Thì chưa. Đấy, đang đồ mèn mén. Ôi, em không có cái chảo to à? Em lại lấy cái chậu này à? Ồ, đó ai... cái cú ở cái chút này... hỏng à? À, cái cú trước là bị thục rồi. Thế là có nghĩa là mình đồ mèn mén là... đun bằng bếp lò đây. Đấy, đồ cách thủy ấy quý vị ạ.
Đấy, đồ mèn mén đun bằng cây ngô. Với lại là cái chảo là bị hỏng rồi, theo như lời em Chứ chia sẻ. Đấy, thế cho nên là cũng tận dụng lấy lại cái chậu như vậy này. Đấy, cái chậu này. Đúng rồi, cái này làm tạm thôi. Đúng rồi, khi nào có tiền thì mình mua thêm một cái vào. Đấy, cũng tận dụng là cái chậu như vậy để đổ nước vào trong phía bên dưới đáy chậu. Rồi là đun lên. Đấy, bốc hơi từ dưới lên là có nghĩa là mình đổ. Mèn mén là đợt này là lần hai rồi được ăn rồi phải không? Vâng. Đấy, thế thì cũng nhanh thôi. Đấy, buổi sáng. Em bé này vẫn chưa cho đi học học à? Đứa này là 2 tuổi. À, 2 tuổi vẫn chưa cho đi. Chưa. 3 tuổi được. Đây đang luộc rau ấy đúng không? Rau này mình nấu mặn hay là nấu canh nhạt đấy? Nấu canh nhạt. Canh nhạt à? Theo như ở dưới xuôi là các bác hay gọi là đây là cái luộc, mình luộc rau. Luộc rau là có nghĩa là không cho một cái gì mà muối mình chính gì. Nhạt không thôi. Mùa này không có củi rồi sao mà đun bằng cây ngô thế này nó? Củi để đun trong bếp. À, củi thì đun bếp. Còn cái bếp lò mà mình đồ mèn mén kia là phải đun bằng cây ngô. Đấy. Đấy, cứ bữa sáng ở trên vùng cao là như vậy thôi nhỉ. Đấy, cứ có cơm ăn, có rau là được rồi. Thế hôm nay ăn cơm rau rồi à? Có thức ăn gì không? Không có, mới không có mới. Mới hết rồi à? À. Thế hôm nọ là em đi chợ kiểu em đi chợ em đi mua cái gì mà cầm cái lanh đi bá. À, cầm cái vải lanh mà đồng chí vợ của em làm nhỉ? Vâng. Bà hết về uống một tí rượu về là cả là giao thông. Cả giao thông rồi, xong má rồi chứ. Thế là bị phạt 2 triệu rưỡi. Vâng. Ôi giời ơi. Khổ thân. Đầu tiên là phạt đã 4 triệu rưỡi. À, lúc đầu tiên là phạt 4 triệu rưỡi. Thế là được mấy ngày sau là em đi lấy xe? 3 ngày sau. 3 ngày sau lấy xe à? Đấy, lần sau mình đi chợ nhé, rút kinh nghiệm nhá. Lần sau mình đi chợ là mình tránh trường hợp mà để gọi là thôi thì gặp bạn bè. Uống không sao đâu, nhưng mà được cái là tránh gặp bạn bè xong là mình lại uống một ít vào thì đâm ra là trong người mình là có nồng độ cồn rồi. Đấy, khi đi tham gia giao thông ấy thì là bị phạt đấy. Đúng không? Đấy, tránh lần sau là mình không nên đi như thế nhá. Thế là không có mỡ xào, xáo gì rau thì là có nghĩa là tí ăn canh nhạt đấy với cơm. Với lại là cái gì nữa? Dạ, có ớt không? Muối. À, cho muối vào cái gì? Rồi, thế thì cũng có cái món mặn rồi. Đấy, mình phải cố gắng thôi, biết làm sao được, đúng không? Đấy, bên này đang làm gì đây? Đồng chí vợ em đang làm gì? Em giúp vợ em làm đi. Lại vừa cõng con, lại vừa đi dọn bát. Cái giường đây là giường hôm nọ là em Tất Thắng lại mua thêm lên phải không? À, cái to ở dưới này. À, cái to dưới này à? Đấy, cái này để thoải mái mà rộng mà thoải mái ngủ đúng không? Đấy, em Tất Thắng lại vừa mua lên cho. Cả mấy tủa là cũng đồng hành cùng nhau vác lên cho gia đình em. Đấy. Như cái đợt trước kia là em cho em Ly rồi phải không? Cái bé. Cái nhỏ cho em Ly. À, cái bé là em cho em Ly. Đấy, còn cái to này là thoải mái mà ngủ rồi. Thế còn mấy cháu là ngủ bên nào? Dạ. Còn mấy cháu nhỏ là ngủ ở đâu? Cùng nhau ngủ một giường đấy hết hay là ngủ như nào? Thì cùng nhau ngủ một giường đấy. Hai cháu lớn hơn thì cho ngủ bên kia là cũng được rồi mà. Vâng. Giường nhiều á, ngủ chỗ nào cũng được. Đúng rồi, giường nhiều như vậy là mình ngủ chỗ nào cũng được mà. Đây này, những cái giường bên này thì là mình phải gấp gọn chăn màn vào em. Đấy. Mình gấp gọn chăn màn vào các cháu, mỗi khi tối là các cháu ngủ là các cháu... Được nằm. À, cái đèn năng lượng đây là em không treo lên nữa à? À, mình treo thấp như vậy để tối là mình mới bật đúng không? Chỗ khu vực em đây là vẫn chưa kéo được đường điện nha. Chưa có tiền. Như trước kéo đường điện của nhà em Ly là hết bao tiền em biết không? Chưa hỏi. Cho em Ly là không biết nào. Mua là mấy trăm mét. Xa đấy, nhà em đi xa đấy. Rơi vào tầm khoảng chục triệu là kéo được không? Được đấy nhỉ, từ trên ủy ban xuống. Đấy. Thấy là loại rẻ là 1 mét là 25 nghìn.
đường dây á? Ờ. Ui, cái loại kia thì liệu đảm bảo không? Mình kéo xa thì liệu đảm bảo không? Đấy. Mà đây là lấy 400m. Sắt đếm 10 triệu. 400m á? Ờ. Em đo rồi à? Chứ đo đây thì là... À, bị án thử cái gì? Đấy. Rồi. Án thử như vậy là khó khăn. Cứ phải kéo thực tế thì mới biết được nha. Đấy, rơi vào tầm khoảng 10 triệu. Thế là mình có đường điện được, sử dụng được. Còn không thì cứ toàn dùng năng lượng thôi. Dây khe này của em hay của ai đấy? Dạ. À, dây khe này là của ông. Dây này không phải dây khen, mà dây này là dây mừng thọ. Đấy, năm nay là được 70 tuổi rồi nha. Đấy. Là có chế độ ăn chưa, bố em ấy? Bố em ấy có chế độ ăn rồi đúng không? Thì mới có cái giấy này chứ. Bữa chiều ấy đưa rách hay ở trên cái cửa này ở ban ấy cho 700.000 mỗi một tháng. Vâng. Đấy, trợ cấp đúng không? Mỗi tháng trợ cấp là được 700.000 là tốt rồi. Đấy, là cũng đã đủ cải thiện cho một mình ông rồi. Ông bà là thoải mái rồi, 700.000 là đủ ăn rồi. Đấy, 700.000 là mua gạo được thoải mái đúng không? Mỗi một tháng làm gì ăn hết 50kg gạo không? Hết không? Không hết. Đấy, gọn gàng ngay mà đúng không? Cho khán giả được giếm thuộc có lỗ. À, thế hôm nọ là bị phạt là xe này. Ui, xe này cũng lâu lắm rồi nhỉ. Chính tỏ là em cũng đi ít nhỉ. Chả là đi không chở Việt Nam. Đúng rồi, không chở Việt Nam là đi tốt đấy. Đấy, những cái chạm bát mà ngày xưa của em chứ tự đóng lấy đấy, rất chắc chắn, cao, to, rộng rãi. Đấy, rất chắc chắn. Nồi niêu xong chảo là để tất vào đây. Đấy, để cho gọn gàng nhà cửa đi. Đấy, khá là thuận tiện. Còn ở trên vùng Mỹ Hải thì đa số là nhà nào cũng đều có một cái xoáy ớt như vậy này. Đấy, dùng cả đời. Những cái xoáy ớt đây là mình sẽ dùng mà trong quá trình mà bữa cơm. Đấy, đa số là ở trên vùng Mỹ Hải là lạnh ấy, thế cho nó ăn ớt cho nó nóng lên. Đấy, nhà nào đó cũng đều phải là ăn cơm với mẻ mén với rau thì là cũng phải có bát ớt. Đấy, thế cho nên là cũng tự tạo lấy một cái xoáy ớt như vậy để mình sẽ được xoáy ớt này. Đấy, đây là những chiếc thớt nồi. Ôi, cái nồi này là nồi mà em quấy bột cái gì đây? Hai em chứ? Bột. Đây là cơm mẹ cho con ăn đi học. À, quấy bột ngô. Vâng. Quấy bột ngô cho con đi học. Vâng. À, hết gạo rồi phải không? Gạo còn một ít đi. À, cũng còn một ít thôi đúng không? Thế sao cũng nợ... À, ôi dồi ôi, còn một ít đây thì làm sao đủ. Đủ cho các cháu. À, còn cái túi nhỏ nhỏ đây thôi. Ừ. Thế là sáng nay là không kịp nấu cháo cho các cháu, thế cho nên là lấy cái nồi này nấu cái cơm mèn mén để mình quấy bột lên đúng không? Quấy bột lên cho ăn nhạt không như này hay là mình cho đường vào nữa? Để ăn nhạt. Ăn nhạt thôi à? Những cái cây chanh của em ngoài này tốt nhỉ? Lớn lên. To lắm rồi. Có một cây chanh mà em đào của nhà em đi trước đào với cái cây chanh tứ mùa đấy có sai không? Có quả không? Có. Bây giờ vẫn có đúng không? Có là hai là một hai quả thôi. Đấy chưa chín. Đấy, chanh lớn nhanh nhỉ. Chính tỏ là trên vùng mình đây là hợp trồng chanh là rất là hợp luôn. Đấy, rất là hợp với cây chanh. Chanh này là mùa nào cũng có quả. Chanh này là mùa nào cũng có quả? Mùa đông mùa hè mới có. Đúng rồi. Bao giờ đó là nở hoa. Bây giờ á? Ờ. Mùa đông mùa hè mới có. Người ta gọi là chanh tứ mùa. Vâng. Cái cây này là hình như là không ra quả hay sao ấy. Có. Đâu có thấy quả nào đâu. Chanh này là một năm một vụ. À, chanh này là chanh địa phương mình. Đấy. Một năm là một vụ. Đấy, còn cái chanh này là mới là cái chanh em đào trên nhà em ly về đúng không? Đấy. Quả chanh này to lắm ấy, có quả có hoa này này em này. Đấy, có hoa có quả. Đấy, có những cái quả đây này.
chanh này mọng nước lắm. Cái cây này là đào mới được 2 năm nhỉ? Được 2 năm chưa? Lúc mà trồng nó bé. Đúng rồi, lúc trồng nó bé mang từ trên nhà em đi xuống này. Đấy. Nhưng mà được 2 năm chưa? Đó là 3 năm hả? 3 năm rồi à? Đấy. Mấy chốc là mình có quả ăn ngay mà. Úi, cái đào bây giờ nó cũng đã sum xuê ra hẳn ở cái trái nhà đây rồi, mái nhà đây rồi. Còn nhiều cần nữa là cắt một số cần đu. Những cái cành đấy em chặt về đun nữa. Để đây, để cho làm cái bóng mát cho mình cũng được. Và bóng mát về mùa hè ấy, cũng tốt mà. Đấy, những cái... À, em vừa xếp cái vòng cung kia à? Vâng. Sao lại xếp như vậy? Thế là chuyển ra cách xa một tí. À, cho cái vườn này để mình rộng ra xa hơn gì? Đấy. Nhưng mà em chỉ xếp bên kia thôi đúng không? Còn cái bên dưới này là kệ chứ? Chú này với chú xếp. Chú chưa chuyển chuyển chú. À, cả những cái chỗ này là em phải chuyển xuống dưới hẳn đúng không? À. Xếp thẳng vào đấy. Xếp thẳng vào đâu? Cái đấy. À, để cho vườn rộng hơn ra nữa. Vâng. Rồi. Cái là không không có đá. Ờ, đá có nhiều. Đây, em cũng trồng cả những cây sa mộc cái đây đúng không? Đấy. Sa mộc thì trên khu vực mình đây thì không biết là có hợp không? Chỗ này này, toàn đá thôi. Khô quá. Đấy, đúng rồi, toàn đá như vậy khô quá. Trồng đó không sống. Đấy, sợ không sống rồi. Trên mình đây là trồng chuối này. Đào lên mận là rất là phù hợp này. Đấy, có cả mấy cái buồng chuối kia sắp được ăn rồi. Đúng không? Đấy này. Mấy cái buồng chuối bên đây là chuẩn bị được ăn rồi đấy. Ui, đây nhiều chim chóc nha. Thấy chưa? Có cây cối. Vì là khu vực nhà em đây nó cũng có cây cối nhiều, là hai bên đồi núi này. Đấy, chim trà mào về kêu hót, ríu rít cả ngày. Rất là vui. Ôi, ở ngay kia kìa, đậu ngay dây điện kìa. Đấy. Đây còn nhiều quá. Đấy. Cả cái cây đằng sau nhỉ. Cả cái cây đằng sau nó cũng có nhiều nhỉ. Thế là hôm đó em mang cái vải lanh kia đi bán là được bao tiền? 1,6 triệu. 1,6 triệu, 1,6 triệu thì là bị phạt là mất 2,5 triệu, lại phải thêm tiền vào. Đấy, thế là bây giờ là các con là lại không có gạo để ăn. Đấy, phí chưa? Đấy, đây là những khung gửi mà dệt vải lanh. Đấy, là lại phải dệt bằng những khung gửi này. Rồi là sau đó là mới có tấm vải để mang đi bán. Đấy. Đây, cây ổi thích chưa? Nha, cây ổi này có phải ổi tứ mùa không? Hay là ổi ta? Nhanh nhỉ, lớn nhanh nhỉ. Như đợt trước anh mình vào xem bé tí nhỉ. Đấy nhìn. Bây giờ nó không tốt phân nhỉ. Cho phân đấy nhìn phân. Cho phân gì? Phân chuồng hay là phân lân? Phân lân. À, cái phân đạm cái gì? Đấy đấy. À, cho cái phân đạm kia vào là lớn nhanh đúng không? Đấy. Trước em cho là cho vào chính giữa gốc hay là cho bên cạnh? Cho bên cạnh. À, cho đỏ mấy cái hố. À, cho bên cạnh, cho cái phân lân là lớn rất là nhanh đúng không? Đấy. Cả cái chanh cũng cho mà. Cả cái chanh này cũng cho á? Ừ. À. Cho là đấy nhanh. Anh tưởng là cứ trồng xong là tự sống rồi thì là tự lớn lên chứ. Không, đó đây là đá, đá khô. À, đúng rồi, đây toàn đá này. Có thấy tí nào gọi là đất đâu, trên mặt trên này này. Đấy. Toàn đá là đá này. Những cái đường đá này này. Đầu phố sau suối, cái con đất. Đúng rồi, đào sâu xuống thì mới có đất. Còn ở phía trên mặt trên này ấy, là bỏ cày nó cũng thể cày được. Còn đá thôi. Ở đằng sau đây là muốn trồng một hai luống rau gần gần đằng sau, hoặc là trồng hành cũng không có chỗ mà để trồng. Toàn đá thôi. Những cái chỗ như này ấy, phải nhặt đi. Đấy. Không có chỗ đổ vào. Đúng rồi, lại không có chỗ đổ vào. Nó phải có một cái hủm nào cơ nhé. Đấy, thấy em có cả những cái thùng ong kia đây vừa đi bắt được về à? Những cái thùng ong của em này. Vừa bắt về. À, bắt được hay. Bên kia này. Bên bãi bãi đá bên kia về. À, làm việc bên này xong là ong bay về bên kia. Vâng. Xong là lấy về luôn. Vâng. Đấy. Ở đây là mình chịu khó, mình vườn nhà em rộng ấy, chịu khó mình nuôi nhiều ong mà cũng được. Vâng. Vì là cơ bản là bây giờ là mình cũng chưa có đầu tư để mua ong về nuôi. Vâng. Nếu có ong á, bây giờ là lấy anh qua dưới đường dưới á.
ta có những cái hoa bạc hà ấy. Đấy, cái mùa hoa bạc hà này bán mật ong mới đắt. Đấy, mới chuẩn. Đấy, cái mùa này bắt đầu là hoa bạc hà rồi. Mùa này có. Đấy, mùa này là có rồi. Có này phải là thất rét mà nuôi ong nhiều rét quá là ong chết. Đúng rồi. Đấy. Mình phải quây vào chứ. Đấy. Lấy cái tấm bạt mình quây đậy nắp trên. Đấy. Với lại là ong này ấy là trong quá trình mà ong chỉ làm đủ ong ăn thôi. Đấy. Đấy, trong quá trình mình quay mình quay mật đấy, quay mật xong là mình phải để giữ ấm. Đấy. Quây bạt kín vào. Đấy, chỉ để chỗ ra vào thôi thì là trên mình đây nó lạnh ấy. Vậy. Thì là ong mới sớm. Đấy, cây này cây bưởi này nhá. Ui to nhá. To rồi không ơi, mới chưa có quả. Nó chưa có quả đúng không? Cái này nó phải trồng lạc cảnh không? Không phải làm cảnh không? Cái thứ nhất là mình vừa trồng lấy bóng mát ở khu vực nhà mình. Đấy. Như nhà anh là anh cũng rất là thích trồng những cái vườn. Đấy, vườn cây, hoa quả. Nhưng mà được cái là khu vực nhà anh lại không có đất rộng như em. Đấy, có đất rộng như em á, trồng một nhan nhản một số loại cây. Đấy, đến mùa nào là mình ăn cây đó. Giả dụ như là ổi này, cũng rất là hợp lý này. Ổi nhưng mà phải được ổi tứ mùa cơ. Ổi mềm ấy, ổi nó to ấy. Tầm vào 2 quả, 3 quả là được 1 cân đấy. Đấy, ổi đấy, còn ổi đấy ổi nhỏ đúng không, ổi thóc. Không có loại ốc to. Đúng rồi. Cái ổi đấy mình đặt trên mạng được. Đấy, ổi tứ mùa. Ổi đấy mềm, dễ ăn, ít hạt. Còn cái ổi của mình đây là chắc là cái ổi nhiều hạt này. Đấy, ổi thóc cái là rất là nhiều hạt. Đấy, cây này là cũng mới trồng này. Cái cây này năm ngoái trồng đúng không? Đấy. Nhan nhản rồi. Thôi. Cái này là khoảng 3-4 năm thôi. Đúng rồi, 3-4 năm là được rồi. Cái chanh này là cũng là một mùa thôi đúng không? Vâng. Đấy. Nhà thì rộng. Thênh thang cả một khu vườn. Đấy, một ngôi nhà là ở trong một khu thung lũng như vậy. Cũng rất là vui. Sáng là nghe thấy chim chóc hót. Vui đấy. Yên tĩnh. Từ cửa chính nhìn sang bên đường quốc lộ luôn. Đấy, mỗi khi đi lại thì cũng rất là thuận tiện. Ui, quần áo rơi hết này. À, không có. Đúng rồi, không có chỗ phơi là phơi trên đá như này. Ui, cẩn thận đi con sâu gióm nhé. Sâu gióm mà đậu vào áo là bò vào đấy là tối ngủ là lúc cho các con mặc là ngứa đấy. Đấy, trái như con sâu gióm. Thôi đi, đi vào nhà đi. Tranh thủ lên thăm gia đình nhà em tí thôi, lâu lắm rồi. Anh sang bên nhà bố mẹ vợ một tí. Lại sang bên kia có việc. Thế thấy em mở cửa bên kia. Thì lần này mới tranh thủ lên phía bên trên. Để mua gói kẹo cho các con em thôi. Đấy, nhìn những hàng rào đá như vậy rất thích. Trước tổng công là... xếp cái hàng rào đá này là mấy tháng là mới xếp xong xung quanh nhà hết như này? Hai người xếp một tháng. Hai người xếp một tháng. Thế là cũng chỉ tỏ là cũng nhanh đấy chứ. Hai người xếp một tháng là lấy một cái xe rùa rút ra. Lấy một cái xe rùa để một người đẩy là một người cứ xếp. Đấy. Đấy, không có xi măng mà đây này, vẫn bám chắc như vậy. Vâng. Đấy. Ê, đi vào đi. Ui, cà chua kìa. Đấy, mùa này vẫn có cà chua thóc trên vùng mình. Bò hiện giờ còn mấy con? Hai con. À, còn hai con. Của ông hay là của em? Một con là của ông, một con là em xin về nuôi chia. Một con là của ông, xong là một con là em lấy về nuôi chia. Vâng. À. Đi về lừa chiêm hóng một lưới. Có nghĩa là năm nay là lứa của nhà bên kia. Vâng. Đấy, rồi là sang năm là mới là đến lượt con của em. Vâng. À, con nuôi bò của nhà ai? Em ấy. Bò của Thọ Xê Vị ấy. Rồi lứa hát suối. À, nhà đấy thì nhiều bò à? Vâng. À, nhiều bò xong là em nuôi chia, người ta đưa cho em nuôi hay là em khác tự đi bảo? Em khác tự đi bảo. À, đi bảo đúng không? Cái con nào?
Cái con to hay con bé? Hai con to bằng nhau. Hai con to bằng nhau á? Ờ. Ơ, một con đực mà. Con cái ở bên kia chứ đúng không? Đấy. Con đực là con của bố mẹ của em. Con đực là con của bố mẹ em. Đấy, thêm gạch vào như vậy em nhìn thấy cái chuồng nó rộng hơn, cao hẳn lên không? Đấy. Nó thoáng, như đợt trước là em chỉ xung quanh đây xong rồi em lập lên rất là thấp. Vâng. Đấy, chỉ thêm mấy viên gạch như này lên thôi. Đấy, kê lên cao ráo. Đấy, mùa đông là cũng phải có cả một cái tấm bạt bên này này. Vâng. Quây vào để gió đỡ lùa vào trong cho con bò. Vâng. Đấy. Được rồi, ổn định rồi. Thế còn cái khu bên này? Vâng. Nuôi gà. Không, nó cái chỗ cửa đây này. Thái rau cỏ và làm một cái chùa vệ sinh ấy. Rồi rồi rồi, để mình thái cỏ là để gà đỡ vào bới. Đấy. Rồi. Ở dưới này em làm một cái nhà vệ sinh ở dưới này nữa. Ở dưới nào? Trong này. À, trong này là có cả công trình phụ ở trong này luôn. Được, 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 được. Ở dưới này này. Rồi. Đấy. Cũng hợp lý. Đấy, chỗ này là chỗ thái cỏ, công trình phụ đây. Sau đó có nước là mình chỉ dội nước từ trên này xuống cái là thoát sàn xuống dưới gốc chuối. Vâng. Đấy, thuận tiện quá còn gì nữa. Đấy, như lần trước là chưa nghĩ ra nhưng mà dần dần là sau này là mình đi toàn trên khe đá chứ gì nhỉ? Đấy. Trên bên kia trời nắng mà đi được, trời mưa. Trời mưa là không đi được. Đấy. Đúng không? Thấy chưa? Mình làm như này thuận tiện chứ. Là trời mưa là út hết. Đấy, có khách vào thì có ai biết ở trong này là có công trình phụ đâu. Không, đúng không? Họ là không biết. Đấy, vào đây trừ khi mình chỉ ra thôi. Đây là chỗ thái cỏ bò. Đấy, còn lại đi vào cái ngách bên trong là công trình phụ. Đấy, thuận tiện quá còn gì. Đấy, làm như này là rất là hợp lý. Đấy, cái này là trước đây em khắc tự xây hay là em nhờ ai? Tự làm à? Đấy, làm như này cũng đảm bảo rồi. Đấy, chuồng trại là phải cao ráo. Như là trước là thấp tẹt dưới thì làm sao mà được. Đấy, con bò này hình như là đang có me rồi phải không? Có chưa? Con này có. Đấy. Sau là một tháng hơn. À, được hơn một tháng rồi à? Rồi. Đấy, thế là tốt rồi. Đấy, có cả công trình phụ đàng hoàng rồi. Đấy, còn công trình nhà tắm trên này là có tắm không đấy? Bây giờ là nó để mấy cái thông đỏ để nước vào nó không tắm. À. Hôm nọ là em đục như cái cây này là em đục bao nhiêu ngày? Cái này á? Đây. Con gọi là kết. Đục cái này không phải đơn giản đâu em chứ. Vật về đây. Cây sa mộc là không có chắc mà. Cây sa mộc đây ấy. Đấy. Nó chắc. Nó không cứng rồi. Đấy. Nhưng mà cái phù hợp với cái khí hậu ở trên vùng mình. Đấy. Cái cột nhà của em chả là cái cây sa mộc đây còn gì nữa. Đấy. Đấy, tuy rằng là nó mềm thôi nhưng mà được cái là cái cây này mà không hiểu sao mà để gọi là lúc mình dựng khô lên ấy, rất bền. Đấy, rất là bền. Lại không giống như cái cây các loại cây tạp khác. Rồi. Tí ăn cơm xong bắt đầu làm. Đấy, ăn cái xà. Làm cái xà này để mình nối ghép vào xong là xong hết rồi thì lúc đấy mình mới nhờ người. Vâng. À, cũng được. Thì một hành rồi giúp đỡ dẫn đây. Đúng rồi. Đấy, hợp lý thôi. Đấy, có cả những cái hàng rào đá như vậy. Nằm ngà, nằm nghiêng. Những cái hòn đá lố nhô như vậy mà phải công nhận rằng là sếp kỹ thuật đấy. Không đổ được đấy, kỹ thuật đấy, không phải đùa đâu. Mưa gió như này, đúng không? Mưa gió suốt ngày, như ngày tháng như thế mà không đổ được. Đấy, biết cách sếp đấy. Mình phá đi cái độ. À không, phá đi thì cái nào mà chả đổ, cái nào mà chả hỏng. Đấy, cứ để nguyên như này. Đấy, cũng không đổ được. Nhưng mà chỉ lo các cháu nhỏ thôi. Đấy, sợ các cháu nhỏ ấy. Cứ đi bâu bâu bám bám một ngoài kia xong là tự nhiên ở đây là như cái chỗ này em này. Lấy là rơi một hai hòn xuống là các cháu nhỏ ấy. Lại sợ trúng các cháu thôi. Chứ còn mình người lớn như này thì đảm bảo rồi. Không đổ được. Là mình ai chạm vào đấy đâu mà đổ. Đúng không? Không có ai trèo lên. Chỉ là con gà. Đúng rồi. À, cái tổ ông là bảo ông đi bắt được về là ở đây đúng không? Hai hai đàn liền. Hai đàn một đàn ở dưới. Ấy,
những cái đàn ong này đang đi làm việc này. Đàn đàn đây là ít hơn mà đàn dưới. À, đàn này là ít hơn đàn dưới. Vâng. Đấy, thế là có hai đàn ong rồi. Thì, nuôi được tí mật ong. Đúng rồi, cái thứ nhất là mình có mật. Thì thoảng là mùa đông ở trên mình thì pha cốc nước cho các cháu uống buổi sáng, ấm áp. Đấy, uống mật ong cũng tốt mà. Như chị ấy, cũng dạ dày. Cứ mỗi một năm là cũng là phải hết là tầm khoảng là 4-5 lít mật ong. Vì là sáng nào cũng phải đều uống một cốc nho nhỏ đấy, trước khi ăn sáng. Thôi rồi, bây giờ là cũng muộn rồi. Thế em đi ăn sáng đi. Đấy, cơm đã nấu xong rồi đúng không? Rau cỏ đã xong rồi. Đấy, chỉ mới tội là thiếu mắm mỡ thôi, đúng không? Mỡ không có gì rồi. Ăn xấu, ăn cho no. Thôi được rồi, mình ăn như nào cũng được em ạ. Vì là cơ bản mình vùng cao nhá. Mình vùng cao xong rồi, thôi thì cố gắng. Lâu rồi anh không ghé qua gia đình nhà em thì nấy qua đường bên kia kìa. Đấy, xe của anh để bên kia. Đấy, thế em đang mở cửa thì thôi bảo là thôi tranh thủ vào thăm em xem nào. Tình hình dạo này là làm ăn khâm khá đến tới đâu. Đấy, phát triển tới đâu rồi. Đấy, các con cái thì nhà cửa gọn gàng như vậy là anh cũng rất là mừng mỗi khi là qua lại. Đấy, nhà cửa là gọn gàng, sạch sẽ. Đấy, đã biết đi kêu gọi bò đấy, để về nuôi chia ré là thế là anh mừng rồi nhá. Đấy, tự biết đục đéo như này này. Đấy, những cái đồ mộc như này là anh cũng rất là thích làm. Thật mà làm những cái đồ mộc là anh rất thích. Anh rất thích làm nhưng mà... Không cấn như là các loại quay cây khác. Đúng rồi. Thôi nhá, em đi ăn cơm đi, ăn cơm xong là tí nữa em tranh thủ làm cái này. Đấy, hôm nào mà chuẩn bị dựng cái này thì bảo anh. Anh lên anh ủng hộ ít thịt lên xong là để gọi là nhờ mấy người đấy thì là anh sẽ ủng hộ nhá. Đấy, dựng cái trái đây, nhỏ đây để còn được làm. Bờ lô là lấy, em lập bờ lô hay lập cái gì? Lập bờ lô. À, lập bờ lô đúng không? Rồi. Thôi bây giờ anh về nhá. Anh về xong là có, hôm nào gọi điện cho anh. Nhớ số máy của anh không? Số máy của anh thay sinh nhiều á, không nhớ. Không nhớ rồi á, thế là lấy điện thoại ra đây. Lưu số máy của anh vào. Vì là cơ bản em ấy thì cũng hơi khờ khạo một chút ấy quý vị ạ. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng nói thật sự ra là cũng rất là thương em. Thế cho nên là em thì như đợt trước là đã có số máy của Mỹ Hải rồi. Nhưng tới này thì Mỹ Hải là cũng sẽ cho số điện thoại xem nào em thiếu thốn những cái gì. Mỹ Hải giúp được thì giúp mà còn những cái nào mà ngoài khả năng rồi thì là thôi thì là cùng nhau cố gắng thôi. Được chưa? Mở khóa. 0974. 0974 379. 379. 609. 609. Ok, đấy, đây là số máy của anh nhá. Đấy, hôm nào mà làm như nào thì có thiếu thốn những cái gì anh giúp được thì anh sẽ giúp nhá. Alo, cứ alo cho anh nhá. Rồi bây giờ anh về đây em chứ nhá. Ôm mổ nhá để mẹ ơi nhó nhá. Ừ, một chê nhá. Tao một chê hò. Đấy, vợ em chứ có mời Mỹ Hải lại ở lại để tí nữa ăn sáng cùng gia đình. Nhưng mà Mỹ Hải không có công việc sang bên nhà bố vợ một chút nữa cơ. Thế cho nên là Mỹ Hải là cảm ơn gia đình. Đấy, thế cho nên là cũng không ăn sáng được cùng hai vợ chồng. Đấy, ở nhà em nhá, anh đi về đây nhá. Rồi, rồi, rồi. Về là vào nhà trước. Rồi, anh về xong là có gì để chiều nên chắc là anh về muộn rồi. Nhá, anh về xong là hôm nào anh qua đây thì anh sẽ ghé vào lại thăm gia đình tiếp nhá. Rồi, anh về đây nhá. Rồi, cố gắng làm nhá. Rồi, anh đi nhé. Rồi anh đi đây. Đấy, ở trên này là trước là trồng ngô. Nhưng cái vụ đông ấy, ở trên vùng Mỹ Hải đây là không trồng được cái vụ đông xuân ở đây. Đấy, không trồng ngô được, thế cho nên là cũng chỉ để lại là như cây hoa bạc hà. Đấy, cái cỏ tạp tùm la tùm lum. Đấy, cũng mọc ở đằng sau nhà hết như vậy thôi. Đến mùa trồng chuẩn bị trồng ngô là cũng sẽ đi nhổ cỏ rồi là phát nương ra. Đấy, như buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì cũng tranh thủ ghé qua gia đình nhà em chứ ở đây
thấy gia đình nhà em ấy, thì mỗi một ngày thì cũng có một cái sự tiến triển, một cái sự bứt phá như vậy là Minh Hải cũng rất là mừng. Đấy, nhưng chẳng may là như hôm vừa rồi đây thì cũng có đi chợ ấy. Đấy, như ban đầu em chia sẻ rằng là đi chợ bán vải lanh thì cũng chẳng may là uống tí rượu vào. Đấy, thế cho nên là cũng bị phạt đấy, hơn 2 triệu. Cũng rất là thương gia đình như buổi sáng nay ấy. Như ban đầu Minh Hải quay bên trong ấy thì gia đình thì là cũng chỉ nấu bột ngô đấy, mần men ấy, quấy cháo lên đấy, cho các con đi học ăn sáng thôi đấy, cũng rất là thương gia đình, cũng còn một ít gạo nho nhỏ thôi, không đủ để các cháu cải thiện đủ cả ngày được, thế cho nên cũng rất là thương. Có lẽ là Minh Hải là cũng đã đưa quý vị và các bạn ấy ở trên màn hình nhỏ đấy, đã tiếp tục là vào thăm gia đình nhà em Trứ ở đây một lần nữa thì máy của quý vị và các bạn ấy mà xem được thước phim ngắn của Minh Hải ở đây thì hãy nhớ đăng ký like cho Minh Hải nhé. Và một lần nữa thì Minh Hải là cũng xin kết thúc video của Minh Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Minh Hải nhé.